mai mình đang dẫn các em đi chơi chợ vàng. Vàng là một trong những cái đặc sản nổi tiếng với này đúng không? Theo mấy bạn mình bảo thì là vàng ở đây nó có cái loại vàng mà 18 với 19K ấy, là cái loại mà ở Việt Nam nó không có. Nhưng mà cái loại vàng đấy làm trang sức thì rất là đẹp. Mặc dù cái giá trị về vàng 49. Ừ, nó không phải vàng 49 rồi, chính là vàng ta rồi. Tốp rẻ đúng này. Kia bây giờ mình vừa đi chợ vàng và vừa đi lên trên kia, phía trên kia là phố cổ anh nhờ. Thì ở đấy sẽ có một mấy cái nhà cổ, mình có thể đi tham quan nhà cổ ở đây. Cái nhà cổ ở đâu trông như thế này này. Đấy, có nhiều shop ở Nabaya, giá cả cũng ổn đúng không? Ừ. Abaya này. Này hôm nay không nóng lắm nhờ anh nhờ. Nóng nhờ. Không, em nhớ cái hôm đợt trước, cái đợt trước mình đi chưa đến nửa ấy mà nóng vãi chưởng ấy. Vãi chưởng. Nóng mà. Này nóng rồi. Chúng ta đang đổ người. Mình bị hỏng. Đúng nóng đúng. Khi ghé vào phố cổ An Balad của Jeddah thì chắc chắn không thể nào bỏ qua các cửa hàng lưu niệm. Và chúng mình đã mua cho Dũng những bộ quần áo truyền thống của Ả Rập để có thể diễu hành xung quanh khu An Balad này. Wow. Chúng mình đang đi đến vào sâu hơn phố cổ. Ơi trời ơi, khách mời của mình chúng mình hôm nay. Bạn sao đi? Bạn sao đi ơi, ôi lại mạnh quá. Sao là mà lại cục. Này. Dũng cũng mặc cái bộ này vừa đẹp luôn. Thật nhìn bướng vết đấy. Trong cái khu phố cổ này thì có một cái nhà cổ tiêu biểu mà mọi người hay dẫn khách du lịch tới đây để tham quan. Và đây là nhà cổ tiêu biểu ở tại Jeddah. Đây là hình ảnh mà căn nhà khi mà ngày xưa người Ả Rập họ sống như thế nào. À, con cháu như thế này. Đây là những âm thanh thân thương của giờ cầu nguyện ở bên Ả Rập. Có nghĩa là đến lúc mà vào giờ cầu nguyện thì luôn luôn là có những cái tiếng kêu gọi cầu nguyện này phát ra từ các cái nhà thờ ở xung quanh để kêu gọi mọi người là đến giờ cầu nguyện rồi mọi người ơi. Đúng rồi, bắt đầu từ cái chỗ này đấy. Đây là chữ hoa quả, mà cái mấy cái hoa quả đây rẻ cực, em hỏi mày xem. Nói chung anh nghĩ cũng chỉ nó có khi còn rẻ hơn cả trên sùn. Wow, cherry mình tìm được một cái chỗ bán rất là rẻ. Cherry rất là to, rất là ngon mà chỉ có 10 sang một cân, nghĩa là khoảng 63.000 một cân. Cả cái này luôn. Rẻ hơn cái trường mình. Rẻ hơn nhiều các bạn ạ. Các bạn ơi, trên chợ truyền thống người ta bán rồi mà đến giờ người ta chạy công an này. Chợ mà nó đã từng rất đông chỉ sau có vài chục giây, 30 giây, không có chưa đến 30 giây luôn ấy, là bây giờ tất cả mọi người đã cái khu chợ đã biến mất, không còn một cái gì, chỉ còn lại đống tàn tích ở đây, có rất nhiều người buôn bán nhưng mà kia không còn một cái gì nữa. Đi sâu vào trong các cái con ngõ nhỏ ấy trong phố cổ thì sẽ có những cái làng đường đẹp như thế này các bạn ạ. Từ lúc mà nó mua được cái này thì đi đến đâu nó cũng là trung tâm của sự chú ý. Thì tất cả mọi người đi vào hướng dẫn hola. Nó hola amigo. Hola amigo. ¿Cómo estás, amigo? Tất cả mọi người đi qua nhìn. Saudi. Ai cũng thích thằng Dũng. Lấy nốt cái bộ kia của nó ra đây.
Ai cũng thích cái thằng này. Đấy, người ta đi đến đâu là các bạn Ả Rập rất là hiếu khách. Amigo, cool. Mashallah. Wow. Ngoài việc mà lên Zedda chơi ra thì các em của mình còn được tham gia vào các hoạt động ở chỗ cao. Điển hình đó là tham gia lớp học golf của thầy Aaron. Ở trong lớp học golf này thì các em được học tất cả các cái kỹ năng cơ bản, các cái kỹ thuật cơ bản để có thể đánh được môn golf. Và chúng nó rất là vui và cực kỳ thích khi được tham gia và tìm hiểu cái môn golf này. Đấy nhỏ thôi. Very good. Chest down. Eye on the top of the ball. Very good. Lovely. Mắt nhìn vào. Oh yeah, that's a money. Look at that. Look at that. Quyền phải để cái gậy trước xong rồi dạng chân sau. Hôm nay chúng mình sẽ đi đến một cái nhà hàng, một cái resort ở gần biển. Và cái nhà hàng này rất là mịn. Toàn thấy các cái xe xịn đi vào đây thôi, G63, rồi Bentley, xong rồi các kiểu. Thấy gớm luôn. Nào bây giờ mình sẽ đi vào nhá. Này, đây và mình sẽ chọn hải sản ngay từ đây. Hôm trước thì mình đã gọi tôm hùm đất ở đây rồi, à tôm hùm đá ở đây rồi. Rất là to và ngon. Có ghẹ này, có mực. Mình thì mình sẽ lấy mực để rán. Thực ra đối với chúng mình thì hải sản ở Ả Rập thua xa so với Việt Nam các bạn ạ. Bởi vì ở Việt Nam mình rất nhiều các loại hải sản khác nhau, tôm, cua, ghẹ, tất cả các loại sò, xía các kiểu. Nhưng mà ở đây thì không có nhiều các loại hải sản như thế. Và hải sản của nó thường là cá, là tôm, là mực như vậy thôi. Nhưng mà để cho các em có một cái trải nghiệm tốt hơn ở tại Ả Rập thì bọn mình đã đưa các em đến đây để thử các cái món ăn, xem hương vị Ả Rập nó như thế nào. Dũng cảm giác đến lần thứ hai quay ở nhà hàng này thế nào? Như lần đầu tiên. Vẫn như lần đầu tiên á? Thế amazing như lần đầu á? Huyền, quay lần cả đây là lần thứ hai thế nào? Đông. Đông nhờ? Giờ này là cái giờ mà có thể ngắm được biển ấy. Thế nên là rất là đông. Tốt có đói không em? Không đói nhưng mà hết tanh. Sợ tanh á? Tí nó vào kia thì hết tanh. Nhà mình đã order đồ xong rồi, bây giờ sẽ đến cái chỗ để ăn. Nhìn các bạn nhìn cái đường vào này. Nhìn nó cũng bình thường thôi đúng không? Lúc đầu chúng mình đi vào đây ấy, không hiểu là cái nhà hàng gì mà lại ở trong một cái chỗ như này. Không tìm thấy cái chỗ ăn đâu. Thành ra mới biết là ở trong này là một cái resort. Ở có các cái bungalow ở đây. Mình để ý thấy là trên đường vào thì gặp toàn xe xịn. Như lần trước thì chúng mình gặp toàn Range Rover với mấy cái xe khác. Lần này thì điểm qua có Lexus này. Hai chiếc Lexus, bên này có Land Cruiser. Lúc nãy mình thấy một con G63 đi vào đây nhưng mà... À đúng rồi, kia kìa. Các bạn thấy không? Ở góc này, lấp ló sau góc đấy.
là MG63 12 tỷ. Wow. Cái chỗ này nó gọi là La Playa Resort. La Playa. Wow. Đây là đường vào này, nó có các cái phòng bungalow nhỏ nhỏ như này. Các bạn Ả Rập thì chắc là đến đây thuê phòng cho các bạn chill vào cuối tuần. Ở đằng này thì có một cái bể bơi. Wow, khách đẹp đấy chứ. À nhưng mà cái bể này bé thấp, còn thua. Cái resort ở đây nó làm cũng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Như là một cái, mình như là cái mình thấy là cái mô hình nó giống làm ở Hội An. Có nghĩa là cũng cho mọi người đi. Các cái nhà nó bé bé thôi, không phải là to đùng ngã ngửa ra. Xinh 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 xinh. À, tối thì bắt đầu họ đã lên đèn. Chúng mình hôm nay đến đây vào lúc chắc là khoảng độ còn 30 phút nữa là mặt trời lặn. À, ở đây thì có một cái bể bơi nữa này. Rồi chắc là cũng chỉ cho trẻ con thôi. Ôi, bể này trẻ con lắm Dung ạ. Không còn thua. À, bây giờ chúng mình đang đi vào này. Nào. Cái chỗ này buổi tối hôm trước chúng mình đi thì rất là vắng. Chắc là lúc ấy nó hết view rồi nên là không mấy người ta đến đây nữa. Nhưng mà hôm nay thì là một cái ngày cuối tuần. Đã thế lại còn vào cái thời điểm hôm nay thời tiết rất là đẹp. À, họ cho mọi người đi ra ngoài cái chỗ kia kìa. Wow, chỗ bán vòng quá bạn, bán vòng ngô này. Bên French fry này. Có âm nhạc và quan trọng nhất là có biển. Không có tiếng ngồi. Wow. Có cả music luôn. Wow, đến đây đúng là cái lúc mà mặt trời đang lặn vào cái giờ này, giờ đẹp. Thảo nào lên đây, bên này rất là đông. Nhìn cái chỗ này thì được cái là đông vui hơn ở trường mình chăng nhỉ? Bởi vì là nơi công cộng mà. Bạn ấy resort rồi. Đây này, họ có một cái bãi biển nhỏ nhỏ ở đây. Và sau đấy là một cái đường bờ biển rất dài. Tô ơi, có đẹp không? Có. Wow. Cái này được cái đông vui ở trường mình chăng nhỉ? Ở trường mình cũng có một cái đường bờ biển như thế này. Nhưng mà thường là chả có ai cả. Như ở đây thì wow, maximum đông vui. Đối với chúng mình, một điều quý giá khi mà được sống ở một thành phố biển như Jeddah đó chính là bạn chỉ mất khoảng 40 phút đến 1 tiếng để đi xe từ nnhà đến biển, để ngắm biển, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, để được thư giãn và được hít khí trời trong lành. Chúng mình đã dành ra 1 tiếng để đi dạo và để chụp những bức ảnh đẹp nhất ở đây và sau đó quay lại nhà hàng để ăn hải sản. Biển này có sóng này. Biển ở trong cao là không có tí sóng nào luôn. Ôi, ở ngoài này cũng có bàn này. Buổi tối thì nó không cho ra đây nữa, đúng không? Lúc bọn mình quay lại nhà hàng thì trời đã tối rồi. Chắc là lúc này khoảng tầm 6 giờ tối gì đó. Khi vào trong nhà hàng thì chúng mình cần phải mang cái hóa đơn mà chúng mình đã thanh toán trước rồi. Và vào đây họ sẽ sắp xếp lại bàn cho mình. Và sau đó là khi mà sắp xếp bàn xong họ sẽ mang đồ ăn lên. Và đây là các món ăn mà mình đã gọi ngày hôm đó. Và chúng mình đã gọi các món mà tiêu biểu ở Ả Rập thường hay ăn. Thường là chỉ có bò lò này, nướng này hoặc là rán. Okay. Ở đây là có món tôm hùm sốt phô mai này, tôm sốt kem bỏ lò này, cá nướng này và món mực tẩm bột chiên. Ngoài ra thì nhà hàng cũng cho thêm bọn mình suất bánh mì Ả Rập kèm với các đồ ăn kèm như là kiểu như chanh vắt chua hoặc là ớt rồi hành, bởi vì ở đây họ thường ăn kèm những thứ này. Và bọn mình có gọi thêm một đĩa cơm nữa. Hello. Em trai tôi sau khi tẩn hết cả một con tôm hùm thì đến giờ đến lúc nó gặm xương, cả gặm chân. Đây là đĩa tôm hùm ban đầu. Đĩa tôm hùm ban đầu không để cho đứa nào thoát, giết từng góc. Không để vừa một bụng nước có mùi nào. Còn đây là em Tốp, hôm nay em Tốp ăn rất là ngon.
đúng không? Món gì tôi cũng thử một tí. Mà tôi thấy ngon không? Có. Ngon nhất món gì? Thì nha. Nên biết ngon nhất rồi. Thế à? Nó ăn cái món này chưa? Dạ. Ăn hai con này. Con này luôn. Giỏi. Đang ăn mực à? Mực có ngon không? Có, nhưng hơi dai. Ừ, mực mà. Yeah. Peace. Khổ quá. Đã rất lâu rồi mình chưa sung sướng này các bạn ạ. Mình vừa mới ăn xong một bữa rất là ngon. Bữa này ngon. Wow, sung sướng. Bữa này no không tốt? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon. Mình cứ ngờ, mình cứ tưởng rằng là mình sẽ ăn ở trên tầng hoặc ở ngoài trời. Hóa ra đều ăn ở trong một cái khu resort như này. Tuyệt vời. Rồi, dạ. Bây giờ mình đi cắm trại ở trường mình. Tại Range Rover tiếp rồi. Em thích đi cắm trại ở trường á? Ờ. Làm thịt BBQ. BBQ á? Hôm nay chị làm nhá. Ok. Chúng bị ngã ra sau rồi. Nhìn bóng. Để thực hiện hóa mong ước của Top là được ăn BBQ, chị Trang sẽ làm. Thì bọn mình dẫn các em lên Jeddah chơi và đi mua steak thịt bò cùng đồ ăn, rồi đi thức các món ăn truyền thống của Ả Rập. Đây là món là gà hầm và cừu hầm. Khi nấu thì gạo thì họ sẽ xào trước với gia vị và sau đó sẽ cho lên nấu. Cùng với đó thì gà và cừu sẽ được tẩm ướp vào cái gia vị Ả Rập khi mà họ xốp cho vào một cái đĩa. Và sau đó là rắc thêm hành khô, nặn ít chanh và ăn với hành tây. Chúng mình đi thăm một cái cửa hàng bán thịt nướng, bán đồ steak premium bên này. Dũng thì rất thích cái một cái chỗ nướng to như này á. Nướng này thì khủng bố luôn. Ở đây thì có rất nhiều những cái loại thịt đây này. Cửa hàng thì rất là đẹp, premium luôn. Tất cả những cái lọ sốt ở trên này là lọ sốt để làm steak. Và những cái như này là những cái thịt được tập ướp sẵn. Wow. 500g đây 70 xa đi này. Cắt sẵn cho đây này. Các cái này là các họ bò wagyu cắt sẵn để thả lỏng. Shabu shabu. 250. Mình thay bé tí được mấy miếng. Wow. Đây là hot dog. Là xúc xích nướng xong là Thôi có sườn này á, sườn cừu này. Đúng rồi. Sườn cừu nướng này có rất là lem chop. Đây là thịt cừu đúng không? Sao lại đây là cừu này? Đặt. Đặt à? Thôi với mình xem răng bò đi. Đây, chú tí nó nhìn được cái miếng đấy chứ. Wagyu chín 5 triệu miếng đấy. 5 triệu miếng này, miếng bò này. Damn! À không, nhầm, 5 triệu một cân. Miếng này 1 cân. Miếng này chắc 2. Lạ. Đây là mờ, đây là Wagyu 9. Đây là Wagyu 7. Chiếc một tảng này mà đắt thế. Ờ, nghĩa là cái số mà càng cao ấy thì là càng đắt. Đây là số 11 này. Số 11 không phải hôm nào cũng có đâu. Số 11 là 6 triệu một cân. Mình quyết định lấy một cái bò New Zealand này. 1 triệu một cân. Lấy đúng nào? Yes. This one. New Zealand red eyes, one. Đứng ở giữa này là đâu? Yes. Đúng nào? Okay.
Sáng sớm hôm sau chúng mình đã dậy sớm để chuẩn bị làm BBQ tại gia. Trước mắt là Minh này, Dũng và Tốp đang chuẩn bị nhóm lửa, nhóm than. Đây là đồ nhóm than của chúng mình nhá. Chúng mình sẽ cho giấy vào, đã tẩm dầu vào, sau đó là cho than ở trên lên và đốt lên. Trong vòng 15 phút thì tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị. Và mình ở bên trong thì chuẩn bị đồ ăn và mang ra nướng thôi. Cho chị vào đây cái, cắt đem dầu vào đây. Đồ nướng mình chuẩn bị làm rất đơn giản thôi, tức là từ tối hôm trước mình đã chuẩn bị ít cánh gà từ mật ong nướng, rồi chuẩn bị thịt beef steak được hôm trước vừa mua, và cắt thêm một vài lát khoai tây, khoai lang, và ăn cùng với bánh mì và cơm. Nói chung là khá là ngon, mình thấy Tốp thích lắm. Bọn mình kiểu chưa kịp nướng xong hay là chưa kịp xong tất cả mọi thứ mà bọn trẻ con đã sum vào ăn hết rồi. Thế là bọn mình không có nổi một cái clip để có thể show cho các bạn là lúc bọn mình lên đĩa như thế nào, bởi vì là cứ ra được miếng nào ăn hết miếng đấy, ra được miếng nào ăn hết miếng đấy, rất là vui luôn. Sau đó là bọn mình chuẩn bị một cái bánh để chúc mừng sinh nhật Minh sớm. Bởi vì lúc mà bọn mình quay này là lúc tháng 7, sinh nhật Minh là 29 tháng 8. Thế nên là các em của mình đã chuẩn bị bánh sinh nhật anh Minh. Yeah. Mấy ngày hôm sau thì các em của mình đã được đưa đi lặn. Yay! Bởi vì đi lặn ở đây là một trải nghiệm mà đáng để thử luôn các bạn ạ. Thực ra hôm đó thì chỉ có Minh dẫn các em đi thôi, mình không tham gia được. Bởi vì là lúc đấy thì mình đang trong thời gian nghén cho nên là không thể đi cùng được. Và các em của mình được dẫn ra đến bãi thuyền và sẽ lên thuyền sớm thôi. Yay! Ok! Bye bye! Đi vui vẻ nha! Nào đứng lại! Giờ là mình đã đi lên thuyền để chuẩn đã đi được những cái bước đầu tiên rồi. Mấy đứa nhìn đằng sau này, đẹp không? Đi không? Đây là chuyến đi biển đầu tiên của ba em ở Ả Rập. Đây là biển đỏ nhá mấy đứa. Đây là biển đỏ Red Sea này. Biển đỏ là sao? Biển đỏ là tên của cái biển này gọi là biển đỏ. Biển này là biển Red Sea. Đây này, từ góc này là nhìn thấy hết trường này. Từ bên này sang bên kia. Rồi mấy đứa nhìn cái chỗ sóc linh là cái chỗ này này, có cái nổi cái bãi nổi to đùng ở đấy, thấy màu nó khác không? Cái chỗ đấy là cục san hô đấy các bạn ơi. Nước nó trong đến cái độ mà đây là ở giữa biển rồi, chúng mình đã đi một tiếng cano mà này, trong suốt luôn. Này kia còn có sóng kìa. Các em đang chuẩn bị đồ nghề. Sẵn sàng chưa? Mấy đứa Tốp sẵn sàng chưa? Yeah. Đang nhảy xuống nước chưa? Cái mấy cái phin này để ra ngoài kia mới đi hay sao ấy. Ờ, bởi vì đi trong này em dễ bị ngã. Này, chúng tôi đang ở trong thuyền. Nào, hôm nay đi lặn thế nào? Tuyệt vời không? Và cái chỗ lặn này, cái bãi san hô này chắc là phải rộng bằng hai cái sân bóng đá ấy các bạn ạ. Mà nó sâu khoảng tầm 20-30 mét gì đấy, nhưng mà nước hôm nay cực kỳ trong. Các bạn nhìn thấy này, mình quay hướng nước các bạn thấy cực kỳ trong luôn, trong veo luôn, nhìn thấy hết tất cả san hô dưới, thích không? Đó. Bỏ cái chân ra, bỏ cái chân vịt ra trước, bỏ từng chân một,
ông đưa cho họ cái chân vịt. Rồi đưa nốt cho bên kia. Sát cái chỗ này là cái chỗ san hô nó nổi hẳn lên, cái mà ụp phật xuống đây mình nhìn thì, nhưng mà đây là cái dạng là giữa là nó cao thế này thôi, đi một tí thôi là nó đã sâu rồi này, nước không đã sâu vài chục mét rồi. Nóng không? Nào, ăn thử, cắn một miếng. Ngon không em? Vị ở thế nào nhỉ? Học qua cái YouTuber của chúng ta. Vị ở thế nào nhỉ? Tốt. Vị ở thế nào? Ngon gì đâu à? Chuyển lên clip thì vẫn rất cái hình ảnh. Rất là không cần cái. Rất là mềm. Rất là mềm. Mềm không? Ngon Nguyễn. Siêu ngon. Nó có vị thế nào? Ăn như thế nào? Vị kiều nướng à? Ok mấy, con Nguyễn không có khả năng làm YouTuber rồi. Có cả siêu mềm này. Đây chính là miếng thịt. Không nhưng thôi nhưng không. Đá miếng rồi, đưa anh nhỉ. À. Không hề hôi. Ừ, thơm không? Nhìn đi, nhìn đi. Không hề hôi. Không hề hôi nha. Dùng hết nửa cái rồi. Ngon lắm. Ngon ạ. Nó không hôi hả? Ai mà đi Ả Rập chắc chắn phải ăn cái món này. Chắc chắn là cái món này nhá. Ai đi Ả Rập chắc chắn là phải ăn món kiểu nướng này đấy. Ngoài những hoạt động tiêu biểu mà mình vừa cho các bạn xem xong thì đây cũng là một vài hoạt động bên lề. Đó là các em của mình được chơi ở nhà này, mọi người đến chơi, những cộng đồng người Việt, các em nhất là em Miley đến chơi với Top. Sau đó là bọn mình dẫn các em lên campus chơi, được ăn thử đồ ăn campus, tức là đồ ăn ở trường sẽ như thế nào, rồi được làm bánh, rồi đi ra bể bơi. Và rất nhiều các hoạt động xung quanh để ngắm cows. Bởi vì cows cực kỳ là đẹp luôn các bạn ạ. Ngon mà, cái gà này nó ngon. Đây, ngon không tốt? Ngon hơn cả bít tích. Ngon hơn bít tích này thôi, nhưng mà không ngon bằng cái bít tích lần trước. Ăn kim như là một rau này, thịt này, khoai này, gà này. Làm xấu, được rồi, thôi, được rồi. Sau đây anh dùng cái này, đĩa, viết cái này, thế này, được không? Đóng lại, được không? Đúng rồi, nhẹ tay thôi. Đúng rồi. Đưa lên thế này. Mày xấu. Khoảng thời gian 1 tháng cũng khá là ngắn ngủi đối với chúng mình. Chúng mình chỉ có game ở đây chơi mãi thôi, bởi vì là chúng nó ở đây cực kỳ vui luôn.
đứa nào cũng kiểu như là tận hưởng cái thời gian mà kiểu như là một mùa hè cực kỳ đáng nhớ, không chỉ với chúng mình mà còn với các em nữa. Mong là bọn mình sẽ đón được nhiều người thân của bọn mình tới chơi hơn, để mọi người thấy được là cuộc sống của chúng mình ở bên Ả Rập sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của chúng mình. Hãy like và subscribe và ủng hộ kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Quay đẹp vào, chụp đẹp cực.